Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời tích cực thúc đẩy sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch đường thủy, du lịch y tế, du lịch MICE, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, góp phần gia tăng sức hấp dẫn điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện du lịch kết nối với văn hóa tại thành phố tạo được điểm nhấn như lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khách trong và ngoài nước, đồng thời kích cầu du lịch nội địa tăng trưởng. Từ đầu năm 2024 cho đến đầu tháng 6 năm 2024, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 2,6 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đạt trên 17 triệu lượt, đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch 6 tháng năm 2024 ước đạt hơn 92.000 tỷ đồng.